Vương Nhất Bác có vẻ như đã quay xong phim điện ảnh Nhân Ngư. Trong thời gian trước khi livestream, Dì Chu, bạn diễn của Vương Nhất Bác, trong phim truyền hình Truy Phong Giả đã nói rằng Vương Nhất Bác đang quay phim trên núi, điện thoại nhiều khi không có sóng rất khó để liên lạc. Trên bàn tay anh ấy cũng có khá nhiều vết thương, chứng tỏ quá trình quay phim khá vất vả. Hiện nay anh ấy đã xuống núi, quay phim cho kênh Khám Phá Trung Quốc. Quá trình sẽ kéo dài ít ngày, nên nhiều khả năng phim điện ảnh Nhân Ngư của Vương Nhất Bác đã quay xong. Những bộ phim của anh ấy thực sự được đánh giá cao và nhận được nhiều sự yêu thích. Mới đây, phim Bom Tấn Nhiệt Liệt là bộ phim khai mạc tại Liên hoan phim Cộng hòa Séc, Trung Quốc tại Praha. Phim do Cục Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc tổ chức để kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bộ phim này đã được công chiếu ở nhiều liên hoan phim. Năm ngoái, bộ phim đã giành ngôi vương phòng vé phim thể thao nội địa trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc với 913 triệu đô la Mỹ. Nhiệt Liệt là một phim điện ảnh được sản xuất theo dự án của Đại hội Thể thao Châu Á Hàng Châu 2023. Tinh thần mà bộ phim truyền tải là câu chuyện về các vũ công trẻ Trung Quốc, những người không ngại gian khổ phấn đấu vì ước mơ của mình. Sự kiện chiếu phim Trung Quốc này được tổ chức bởi Cục Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc, do Cục Lưu trữ phim Trung Quốc chủ trì và Hiệp hội quan hệ song phương Séc Trung Đồng tổ chức. Hơn nữa, bộ phim sẽ được công chiếu ở nhiều thành phố tại Cộng hòa Séc. Chúc mừng Nhiệt Liệt và đoàn làm phim Nhiệt Liệt.